Thưa quý vị, nằm trên địa bàn huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội với tuổi đời gần 400 năm, di tích quốc gia đặc biệt Đình So được đánh giá là một trong những ngôi đình cổ có kiến trúc mẫu mực nhất. Tuy nhiên hiện nay, ngôi đình cổ này đang xuống cấp khá nghiêm trọng. Những trận mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua cũng khiến cho di tích này chịu ảnh hưởng không nhỏ. Ở đây nó cũng không bên ngoài, mái ngói mốc trắng xuất hiện nhiều lỗ thủng lớn, khiến mỗi khi trời mưa, bên trong lại bị dột nghiêm trọng. Gian hậu cung dù là khu quan trọng nhất của đình, không tránh khỏi cảnh xuống cấp. Những cột gỗ lớn cũng trở nên mối mọt, nứt toác. Nhiều tấm bạt lớn, cột gỗ nhỏ được căng, chống tạm để che chắn, bảo vệ khu vực thờ cúng, tránh việc gây nguy hiểm cho người dân. Một số hạng mục công trình xung quanh cũng rơi vào cảnh bỏ hoang, không thể sử dụng. Đây là hiện trạng đáng buồn được ghi nhận tại di tích quốc gia đặc biệt Đình So, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội. Thế mà cái lúc mà mưa mình chứng kiến trực tiếp ở đây là mưa nó xối ở trên ấy, như là ngoài sân luôn ấy. Mà tôi cũng đã có đơn đề nghị lên cấp trên rồi, trên phòng văn hóa rồi, là để các anh ấy về, các anh khảo sát, cho đảo lại hay là như thế nào, hay tu sửa lại như thế nào. Ở trên này là lúc mưa to nó cũng dột nhiều lắm, và các cụ đã phải dùng cái biện pháp là dùng cái áo mưa để che. Để che mỗi khi thắp hương để bảo vệ, cũng chờ đợi cũng phải hơn năm rồi, cũng chưa đã thấy về tu sửa cái gì ạ. Dù người dân mong chờ, dù ngành văn hóa và chính quyền địa phương đều biết rõ thực trạng, nhưng thời gian qua, di tích vẫn tiếp tục xuống cấp và cũng chưa có thông tin gì về việc tu bổ tôn tạo di tích quốc gia đặc biệt này. Chúng tôi đã báo cáo cách đây khoảng 2 đến 3 năm rồi trước. Thế và chúng tôi cũng được biết là Ủy ban nhân dân thành phố thì cũng đã có văn bản trình Bộ Văn hóa, để trên cơ sở đó thì sẽ đưa vào để đầu tư, sửa chữa. Thế còn đối với lại cái những cái nội dung mới phát sinh, như hiện tại thì ở ngoài đình thì cũng có 3 cái khu vực đang bị dột. Thì chúng tôi cũng trên cơ sở đó thì nắm bắt được, chúng tôi cũng đã có văn bản gửi Ủy ban huyện, phòng văn hóa để đề nghị là Ủy ban huyện cho ý kiến chỉ đạo khắc phục. Mỗi di tích văn hóa là một trầm tích, một chứng nhân quan trọng của lịch sử. Hà Nội hiện có hơn 200 di tích xuống cấp nghiêm trọng, nguy hiểm, có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Hà Nội đã quyết định dành hơn 14.000 tỷ đồng đầu tư tu bổ tôn tạo 579 di tích giai đoạn 2021-2025, tạo ra luồng sinh khí mới cho hệ thống di tích trên địa bàn thủ đô. Nhưng trên thực tế, rất nhiều di tích, thậm chí là di tích quốc gia đặc biệt, vẫn mòn mỏi chờ được tu bổ, tôn tạo. Ung thư là một trong những bệnh gây tử vong hàng đầu với nhân loại. Hàng năm, thế giới có khoảng 16 triệu người chết vì ung thư. Tỷ lệ người mắc bệnh ung thư ngày càng tăng cao, đi kèm với sức khỏe tinh thần ngày càng sa sút. Vì vậy, việc chăm sóc tâm lý xã hội cho người có bệnh ung thư có vai trò quan trọng ngay từ thời gian đầu đến suốt quá trình điều trị, nhằm mang lại hiệu quả điều trị cao nhất. Với mục tiêu này, chương trình Hành trình ung thư, ươm mầm yêu cuộc sống đã được tổ chức, giúp những người tham gia có thêm nghị lực để chiến đấu và chiến thắng căn bệnh hiểm nghèo này. Bạch cầu cấp nguy cơ cao. Không ai nghĩ một căn bệnh quái ác như vậy lại rơi vào con trai mình. Và không ai nghĩ điều xui rủi đó lại tới gia đình mình. Tới nay đã hơn một năm chữa trị bệnh cho con, nhưng chị Hoa vẫn chưa thể vượt qua cú sốc. Con mình đang điều trị trên khoa, nghe các bạn đã khỏi rồi, xong rồi lại tái lại. Được vài tháng rồi lại tái lại, mẹ sợ lắm. Nhưng tâm lý mẹ không vững lắm. Bây giờ nhiều khi cứ bảo bây giờ chỉ ước gì đổi được cái sức khỏe của mình cho con thì tốt. Giờ đến bây giờ thì em cũng từ khi nhận được tin dữ mắc u lympho Hodgkin, một trong hai loại chính của ung thư hạch giai đoạn 4 ở tuổi 34, anh Tuấn luôn cố gắng sống trọn vẹn từng phút giây, dù biết mình là một trong số ít người mắc căn bệnh này với tỷ lệ 1/100.000. Anh Tuấn đã gác lại mọi công việc, dành hoàn toàn thời gian cho bản thân, gia đình và việc chữa trị. Trên tinh thần sống không chỉ cho riêng mình, anh Tuấn tìm hiểu về căn bệnh và chia sẻ những kiến thức, cách đối mặt với thần chết cho những người đồng cảnh ngộ trên mạng xã hội qua dự án Nhật ký chiến thắng ung thư hay qua các buổi chia sẻ trực tiếp như thế này. Anh cho rằng dù bệnh nặng nhưng vẫn còn nhiều hy vọng những điều tốt đẹp nhất. Đối với mình thì câu chuyện là còn thở là còn hy vọng, và chỉ còn 1% thôi thì vẫn
vẫn phải tiếp tục sống, tại vì là cuộc sống đã là một cái quà tặng rất là vĩ đại. Cuộc sống thì còn rất là nhiều điều kỳ diệu và đang chờ mình trước mắt. Tại sao mình lại gọi là để lãng phí cái quà tặng tuyệt vời đó? Nếu mà khi mà người khác đang ngã xuống hay là họ đang không đứng được dậy thì mình phải là cái họn hải đăng và soi sáng con đường cho những người khác, vực dậy tinh thần của tất cả mọi người. Tại vì là với mình thì nó câu chuyện là luôn luôn là chiến binh, với mình thì không có khái niệm là gọi là gục ngã. Khi mà mình điều trị ung thư, mình hầu như là quan tâm rất nhiều đến thể chất và mình quá tập trung lên khối u, chứ mình lại hay lơ đi hoặc là mình do nhẹ vai trò cái việc thế bệnh nhân họ đang trải qua cảm xúc gì, họ có sẵn sàng để điều trị không, họ đang trải qua những cái khó khăn gì. Và có thể có những người không chuyên về ung thư nhưng họ có thể làm chất lượng cuộc sống tốt hơn cho bệnh nhân, thì mình có tham gia vào nhóm được không? Và hy vọng là chúng ta sẽ vượt qua cái mặc cảm, cái sự kỳ thị của những người đã bị ung thư còn bị vấn đề về tâm lý. Mình sẽ coi đó là một vấn đề sức khỏe mình cũng cần được chăm sóc. Mình có thể tìm kiếm sự hỗ trợ từ chuyên gia, mình tìm kiếm những nguồn thông tin và những cộng đồng để mình chia sẻ, thì chắc chắn là chúng ta đều sẽ hài lòng và hạnh phúc hơn. Hành trình ung thư, ươm mầm yêu cuộc sống là sự kiện trưng bày câu chuyện cộng đồng qua lăng kính nghệ thuật trong lĩnh vực tâm lý học ung thư đầu tiên tại Việt Nam. Tại đây, các tác phẩm được tạo nên từ câu chuyện của hơn 15 nhân vật, những bệnh nhân, người chăm sóc chung sống với ung thư. Những câu chuyện truyền cảm hứng, những niềm tin và sự lạc quan của những người đã và đang trải qua căn bệnh ung thư sẽ tiếp tục thổi lên ngọn lửa tình yêu cuộc sống, tinh thần lạc quan cho những người bệnh để họ chiến đấu với bệnh tật. Những cái bệnh nhân cũng như là người chăm sóc, họ có đối diện với những khó khăn tâm lý. Tuy nhiên, nếu mà chúng ta có một cái góc nhìn, một cách hợp lý, chúng ta có cái cách đối diện với những cái khó khăn đó và chúng ta biết được rằng là chúng ta chăm sóc tâm lý của mình, chúng ta tăng cường những cái trải nghiệm xã hội tích cực, thì tất cả chúng ta đều có những cái cơ hội sống một cái cuộc sống trọn vẹn và có ý nghĩa và chất lượng. Không suy sụp mà dũng cảm đón nhận biến cố cuộc đời là điều không hề dễ dàng và không phải ai cũng có thể làm được. Tuy nhiên, việc nhận hỗ trợ sức khỏe tinh thần, tâm lý sẽ có thể giảm được những nguy cơ gặp phải các vấn đề trong quá trình điều trị. Từ đó, có thể hạn chế việc ảnh hưởng tới kết quả điều trị cũng như giúp bệnh nhân có một cuộc sống chất lượng hơn. Chuỗi sự kiện được tổ chức bởi sáng kiến Side Cancer Talk, trò chuyện tâm lý về ung thư, một sáng kiến hướng tới nâng cao nhận thức và chăm sóc sức khỏe tinh thần cho cộng đồng chịu ảnh hưởng bởi ung thư Việt Nam. Triển lãm được trưng bày tới ngày 3 tháng 8 2024 tại chuỗi không gian làm việc chung Tổ Ong, 51 Phan Bội Châu, Hà Nội. Olympic Paris 2024 chỉ mới khai mạc được vài ngày, thế nhưng liên tục xảy ra những sự cố không như mong đợi khiến cho người hâm mộ thể thao đặt dấu hỏi về tính chuyên nghiệp của ban tổ chức năm nay. Mới đây nhất là câu chuyện bữa ăn sơ sài cho vận động viên tại làng Olympic khiến cộng đồng mạng xôn xao. Làng vận động viên Olympic 2024 rộng khoảng 53 ha, nằm ở ngoại ô phía bắc Paris. Đây là nơi cư trú của khoảng 10.500 vận động viên trong thời gian diễn ra Olympic. Bất chấp vẻ ngoài hoành tráng, làng vận động viên Olympic năm nay lại đang đối mặt với vấn đề nan giải và thiết yếu ngay khi sự kiện khai mạc, đó là thiếu đồ ăn. Ban tổ chức muốn cung cấp nhiều thực phẩm chay hơn để giảm lượng khí thải carbon nhưng lại không phù hợp với khẩu vị và nhu cầu dinh dưỡng của nhiều vận động viên. Vì thế, những món như gà nướng và trứng thường xuyên trong tình trạng cháy hàng. Nước chủ nhà Pháp cũng muốn tận dụng Olympic để giới thiệu ẩm thực của họ. Theo tờ New York Times, một tiệm bánh mì được dựng lên ngay tại làng vận động viên, cung cấp hơn 2.000 chiếc bánh mì các loại mỗi ngày. Bên cạnh đó còn có các món tráng miệng như bánh tát chanh và bánh ngọt Paris Bread. Tuy nhiên, những món ăn này không được đón nhận như mong đợi. Không tin tưởng khả năng đáp ứng thực phẩm của nước chủ nhà, nhiều đoàn thể thao như Mỹ, Hàn Quốc đã mang đồ ăn hoặc đầu bếp từ quê nhà sang để phục vụ đoàn vận động viên của mình. Trước sự phàn nàn của các vận động viên, bếp ăn tại làng Olympic cho biết đã tiếp nhận thông tin và sẽ điều chỉnh thành phần dinh dưỡng sao cho phù hợp. Sau đây là tổng hợp những bình luận đáng chú ý từ phía cộng đồng mạng. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Nước Pháp bây giờ chỉ còn mỗi tháp Eiffel, còn lại toàn hết, toàn viện cớ xanh mới trả carbon. Ở Pháp, gà Tây rẻ hơn rau, nhưng rau rất đắt thì chưa chắc gà Tây đã rẻ. Ngoài ra, ẩm thực Pháp khi chế biến rất cầu kỳ, công phu, dẫn tới chi phí cao. Cứ thử đi ăn nhà hàng Pháp thì biết, do Olympic năm nay, Pháp muốn tiết kiệm, không muốn tốn kém nhiều nên phải cắt giảm chi phí. Lễ khai mạc luộm thuộm, tiết mục phản cảm, đọc nhầm tên nước, treo cờ ngược,
vận động viên bị mất cắp, thậm chí là tấn công tình dục. Trọng tài bị chê như là trò hề trong trận Argentina gặp Maroc, đồ ăn ít về cả lượng và chất, cắt giảm điều hòa với cái danh, giảm khí carbon, nhưng ai bỏ tiền ra thuê thì vẫn có. Chưa thấy năm nào mà Olympic tổ chức mất uy tín như năm này. Không điều hòa để xanh, cho ăn chay để giảm carbon, thật vừa có tâm vừa giảm chi phí, nhất cử lưỡng tiện nha. Thật không bằng SEA Games, tổ chức ở Campuchia mà họ còn miễn phí toàn bộ, ăn uống đầy đủ,